thật phải nói rằng anh rất là cảm phục cái sự can đảm và cái sự quyết liệt của em. Bây giờ anh cho hỏi là cái tâm trạng của Ngô Kỷ khi mà em bị chụp mũ, em bị đánh phá vậy, em có ăn tiền của ai không, rồi em lại ăn sang như vậy, như thì vân vân, thì em có nói cái điều gì nói với mọi người? Thưa anh, thật sự nếu ngồi đây để nói đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta hướng về tương lai Hay hơn. quá. Thì thưa anh, hồi nãy anh nói đó, giữa tôi với anh giống nhau nhưng có khác nhau. Thật sự anh em mình không có khác nhau đâu. Tại vì như quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình đó, hay nói chung quân đội nói chung đó, họ có những loại lính, lính tâm lý chiến, lính biệt động quân, lính đại dù, lính bộ binh. Và anh, tôi biết là anh cũng là người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và anh có những vấn đề tác chiến khác tôi. Tôi không phải là lính, nhưng trong đó về phương diện đấu tranh tôi cũng giống như lính biệt kích đó, là nó khác, là xung trận rồi đủ thứ, loạn hô cào rồi. Còn anh là những người mà dùng truyền thông, đóng vai trò là nhà truyền thông tâm lý chiến và về triết lý, về chính trị. Do đó cái hành động của anh nó mạnh mẽ nhưng nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng rất là có hiệu quả và rất là có giá trị. Do đó chúng ta ngày xưa anh nhớ trong khi mà lịch sử nói rằng khi mà nhà cách mạng Nguyễn Thái Học mà lên đoạn đầu đài đó, ông khuyên những đồng chí như thế nào, quốc dân đảng như thế nào, các anh các đồng chí hãy về và mỗi người mỗi việc, nghĩa là ông biết là tất cả mọi người đều chống pháp thực dân pháp, nhưng mỗi người mỗi cách, mỗi người mỗi việc. Thì tôi với anh và các đồng bào đồng hương của chúng ta cũng vậy. Do đó không có ai làm nhiều hơn hay ít hơn, hay tốt hơn dở hơn, mà chúng ta mỗi người mỗi việc, và chúng ta cùng hòa hợp với nhau trong việc đấu tranh. Chính vì vậy mà cái kết quả tối hôm qua đã nói lên cái sự đoàn kết đã đưa đến chiến thắng. Riêng về cái chuyện mà anh nói tiếng Bắc tiếng Kỳ tấn công tôi, Chúa Thiên Chúa, một người thiêng liêng sáng láng, một cùng một vị toàn năng như vậy mà còn bị đóng đinh nữa, thì tôi anh nghe lữ ông B C có chịu đóng đinh hà, vì nếm cà chua trứng thối hà, là bỉ thử chăng nữa nó không có gì để chúng ta ngạc nhiên. Thưa anh, quan trọng là mình biết mình là ai, cũng như anh nghe lữ, anh biết anh là ai mới là quan trọng. Anh cũng không khác gì tôi. Tôi biết, tôi theo dõi tin tức, cũng có người này nói đúng không, ông này sao hiền quá, ông này ba phả quá, hà này nọ, ta vì họ không phải là anh không phải là người phải ra mặt để đụng người này đụng người nọ một cách để mà cho nó vỡ toang những cái chuyện sinh hoạt trong cộng đồng. Nhiều khi anh nhường bên đây chút, anh lui chút, anh tiến chút, anh qua trái qua phải để cho mọi chuyện nó tốt đẹp. Tôi hiểu được anh và tôi rất là quý mến, đặc biệt quý mến luôn cả phu nhân vợ của anh là Như, đã hiểu được chồng và đã chịu đựng được những cái chuyện mà bí thử hay những chuyện ồn ào ở ngoài tiếng thị phi, đó là điều rất là quan trọng. Anh đã giỏi nhưng tôi nghĩ vợ anh giỏi hơn, chứ tôi thấy những người đàn bà khác chịu không nổi Cảm đâu. ơn em. Chính vì vậy Đúng rồi. ít người nào dám ra ngoài xã hội lắm. Nhiều người có khả năng giống anh, nhiều người có làm cho anh, nhưng gia đình họ nữa. Do đó tôi nghĩ sự hy sinh của anh và vợ anh đáng được cộng đồng ghi nhận. Vâng, trở lại tôi thì cái chuyện họ nói thì ngay cả hôm qua kia mới đây đầu mới nhất là bà Thùy Võ, nhân danh là kỹ sư không gian, làm cánh tay phải, một người coi như phù thủy của bà Kim Bi Hồ nghị viên đó, lên án tôi hôm lấy cái phèo là đi mua con chó về rồi làm đám đại gia, rồi đi chiếc xe Mercedes này nọ, mà bà không biết Mercedes là của người khác mua sơn vàng để tôi đi, và chiếc xe đó nó cũ rồi, đời 2000 gì đó, nó có ngàn bạc đó, cái đèn tàn của chú nhỏ nó hiệu Mercedes. Rồi bà thấy Mercedes, bà nói bà giàu có, bà là kỹ sư không gian, bà làm lương bao nhiêu mấy chục ngàn một tháng này nọ, mà bà không mua được chiếc xe mà tôi mua Mercedes. Rồi bà chụp mũ tôi, đó tiền cộng sản, tiền đó là tiền đi lừa gạt này nọ. Đó là chưa kể ông Tạc, ông Khải Đào này nọ, chắc anh theo Đó. dõi rồi, đem tiền ăn uống tôi ra, nói tôi lợi dụng cờ vàng này nọ. Tuy nhiên thưa anh, tôi đấu tôi đó, mình phải bước trên những bước đó mình đi, chứ còn chúng ta đấu tranh
mà chúng ta vì những tiếng Bắc tiếng Kỳ mà chúng ta phải ngần ngại thì chúng ta không bao giờ bước đi bước đường tới nữa. Có điều dù tôi phải trả giá bất cứ cái gì chẳng nữa, nhưng cái kết quả hôm qua anh và tôi và đồng bào mãn nguyện, đó là điều quan trọng thưa anh. Do đó tôi hy vọng rằng những người trẻ sẽ thấy được khi họ ra dấn thân thì họ phải chấp nhận điều đó là cái điều mà họ cần biết. Anh sợ anh yếu thì anh đừng ra gió, anh sợ nóng thì đừng vào bếp, và khi anh đã chấp nhận ra gió thì anh phải chấp nhận những sự đớn đau nhục mã phủ phàng hay này nọ khi dấn thân cộng đồng đấu tranh cũng vậy thưa anh. Do đó cảm ơn anh quan tâm đến tôi. Tuy nhiên trời đất biết, hồn thiên sông núi biết, và chính mình biết là đủ rồi thưa. Và tôi nghĩ rằng đồng bào thời xưa nó còn thiếu văn minh, người ta ít biết sự thật, nhưng bây giờ qua dạng truyền thông, qua 4.0 như thế này này, qua cái iPhone như thế này, thế giới trong bàn tay, do đó tất cả tin tức này nọ, tôi nghĩ bây giờ thì đồng bào đồng hương chúng ta họ biết rõ sự thật hơn những năm trước. Thì tôi hy vọng rằng công cuộc đấu tranh chúng ta giải thể cộng sản, lật đổ cộng sản, và để mà đấu đầu với Việt Nam, tôi nghĩ nó có thể qua những cơ quan truyền thông như anh chẳng hạn, vậy giúp cho cái khí thế đồng bào, sự đoàn kết, cái sự hiểu biết nhau, thông cảm nhau nó dễ dàng hơn, và công cuộc đấu tranh tôi hy vọng nó sẽ tốt đẹp và nó dễ dàng hơn trong quá khứ thưa anh Lê Lữ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, những cái đoạn mà quý vị vừa nghe Ngôn Kỹ Tâm Tình, tôi muốn tất cả những người Việt chúng ta giàu ở trong nước hải ngoại hiểu được rằng chẳng lợi ích gì khi mà Ngô Kỷ hay Nghê Lữ dấn thân. Bởi vì đúng như Kỷ nói, nếu Nghê Lữ không có được người vợ đồng hành với Nghê Lữ không bước ra để làm điều này được. Còn ngược lại, Ngô Kỷ dấn thân đó mà là một người không có vợ, không có con, rồi thì bị tiếng Bắc, tiếng Kỳ, bị chụp mũ, bị đánh phá đủ thứ. Xin lỗi, chúng ta không phải là thánh niệm Phật mà có thể nói rằng không có những cái cảm xúc hay là không có những cái gọi là bị thương tổn. Nhưng nếu chúng ta nói như Ngô Kỷ không đi ra ngoài mưa thì không bị ướt, mà nếu chúng ta sợ ướt thì chắc chắn rằng cái sự đấu tranh đối với lại cộng sản nó đang cai trị đất nước chúng ta cũng 7 năm với biết bao nhiêu là thảm họa đất nước, mà chúng ta lùi hết thì chúng ta có tội với lại tổ tiên, với dân tộc, với hồn tiên sông núi thưa quý vị. Và vì vậy cho nên nhân đây chúng tôi mong rằng tất cả những người Việt dù trong hay ngoài nước nghe những lời tâm tình Ngô Kỷ để phải như là Nghĩa Lữ đang muốn nói, phải hoan hô những con người không vì cái lúc bản thân mình mà dấn thân. Bởi vì rồi chúng tôi ngoài 70 hết rồi thưa quý vị, vài năm nữa xuống đất thôi. Nghĩa Lữ bị chửi nhiều lắm, Ngô Kỷ ơi, nói ông già này muốn ông gần xuống đất rồi ông còn làm cái này kia nọ chi. Thì đúng, chúng tôi gần đất rồi hơn quý vị, đúng. Nhưng chúng tôi vẫn còn ăn nợ với Tổ quốc và dân tộc, và chúng tôi không thể thờ ơ vô cảm được. Và đó là lý do mà quý vị thấy, thú thật mà nói là tôi rất là nghĩ tôi thua xa thằng em ở cái điểm rằng đương đầu bị chụp mũ, bị đánh phá, và thậm chí có thể là nguy hiểm luôn nữa, chứ đừng nói, bởi vì nó có thể là âm thầm nó làm cái gì đó mà Ngô Kỷ sẽ không trở tay được. Mà đau khổ là 2 năm vừa qua, như quý vị đã thấy rằng nó tan nát cái thành phố Westminster trơn trọi, không tưởng tượng được. Cho nên hồi nãy tôi nói rằng tôi bi quan đó, nhưng mà ngày hôm nay như tôi rất là thích ở cái điểm là hôm nay trời lại sáng. Thì Ngô Kỷ qua kết quả này đó, em có điều gì muốn nói với lại cộng đồng người Việt Bắc Cali tại đây nói riêng và đồng bào trong nước nói chung, mời em. Vâng thưa anh, thì qua kết quả mà tối hôm qua đó, người hỏi, có nhiều người hỏi có những chuyện xảy ra trong quá khứ, đặc biệt trong một vài tuần, một vài tháng vừa qua trong cuộc tranh cử. Khi tranh cử có những gấu ó, những cái đụng chạm, những tranh chấp hay này nọ, thì cái chuyện đó chuyện dĩ nhiên. Tuy nhiên, cũng có những cái trò
những cái thủ đoạn đi quá lớn, cũng giống như ông Phan Kỳ Nhân liên kết với Pháp Bùi, liên kết Kim Bi Hồ và cái đám mà lính gọi là tâm hùm đó. Tôi mở ngoặc đây là tâm hùm là gì, nhiều người không hiểu cái ngày tâm hùm là những cái người lính, đặc biệt những lãnh đạo của thể chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Liên hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, là một số người đã đi theo Hoàng Kiều để mà xác động, để mà hỗ trợ trong chiến dịch trúc vế ông Tạ Anh Trí, Nguyễn Minh Trí cách đây 2 năm trước. Và Hoàng Kiều là cái người tỷ phú đã bỏ tiền ra để tổ chức những đại hội mời đồng bào tới dự, và ông ta đã làm những bữa ăn này nọ. Đặc biệt ông cho rằng tâm hùm là có loại đồ ăn ngon mắc tiền, do đó ông đã mua một số tâm hùm địa tặng cho người này ăn uống, trong đó có những người lính. Chính vì vậy những người lính mà đi theo ông chúng tôi gọi tắt là lính tâm hùm, do đó nhiều người Nga đến tâm hùm không biết tại sao, phát xuất từ những con tâm hùm roster tiếng Mỹ đó, từ của ông tỷ phú Hoàng Kiều. Thì tôi rất là giận, rất là phẫn nộ những cái hành động của ông Phan Kỳ Nhân. Ông Phan Kỳ Nhân, ông biểu tình chống ông luật sư Nguyễn Lân, đó là cái gì mà cái điểm của ông á, là nhắm đánh vào cái cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 ngày hôm qua. Ông ta muốn lợi dụng cuộc biểu tình đó để tạo nên một sự kích động quần chúng để chống ông Nguyễn Quốc Lân, đem quân đội vào, đem chiến việc chính phủ Việt Nam vào để mà chụp mũ ông Nguyễn Quốc Lân, là xúc phạm đến lính, xúc phạm đến chính phủ Việt Nam, để tạo nên kích động đồng bào tức giận, thù oán, oán ghét ông Nguyễn Quốc Lân. Và ông Nguyễn Quốc Lân ai cũng biết là một người chiến hữu của những người dân cử trả trong thành phố Westminster, như thị trưởng Tạ Trí, ông kỵ viên Nguyễn Hoàng Chí, luật sư Tạ Thơ Vang, và một số người dân cử anh Hâm Quang văn văn, do đó muốn tấn công ông Nguyễn Quốc Lân. Tất nhiên tấn công vào cái mặt trận, vào cái phong trào, vào cái những tổ chức những người cải đó, và trở thành ông Nguyễn Quốc Lân trở thành cái diện và cái điểm là muốn triệt tiêu những người đó, muốn làm cho những người đó thất cử vào ngày 8 tháng 11. Chính vì vậy tôi thấy những âm mưu đó rất là độc ác, rất là nhỏ mọn, rất là hạ cấp. Do đó chúng tôi đã lên tiếng để mà phản đối, và chính nhờ Hồng Thiên Sơn Núi và đồng bào sự thông minh, sự hiểu biết và sự phán xét và công minh của đồng bào đồng hương. Do đó họ đã không tin theo lời ngụy biện hay là mỹ danh của Phan Nhân, và họ đã quay sự hiểu biết họ để trở thành một vũ khí rất là hậu lợi hại trong cuộc bầu cử, là họ vẫn tiếp tục hỗ trợ và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho các vị ứng cử viên trẻ, là ông Trí, ông Chí, anh Nông Quân, ông Nguyễn Quốc Lăng, Nga cả ông Nguyễn Quốc Lăng. Thay vì ông bị đánh phá như vậy, họ tới ngay thẳng khu Văn Đồ thì biểu tình mấy lần họ tới răng phàng, nhưng kết quả vừa rồi ông về tầm 60%, nghĩa là hơn gấp đôi cái người về thứ nhì đấu lạnh của ông. Điều đó đã trả lời, đó là cái gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông Phan Kỳ Nhân và những người nào cũng chống phá anh thì trở lại. Và có một số đồng bào hỏi tôi có chuyện nghị viên Kim Bi Hồ cách đây khoảng vài ba tuần, bà lên phố Vô Sa TV và bà lên cái kênh Kim Bi Hồ Chino của bà, và tuyên bố rất là mạnh mẽ và nói rằng nếu bà thất cử, bà không thắng cái chức thị trưởng tối hôm qua thì bà sẽ từ chức khỏi cái chức kỷ viên, và còn 2 năm nữa, nghĩa là 2024 bà mới hết chức nghị viên thành phố và đang Westminster, và còn 2 năm nữa thì bà tuyên bố nếu bà thất cử chức thị trưởng, bà sẽ từ chức, bà không làm việc nữa, bà bỏ chức nghị viên 2 năm. Thì họ hỏi tôi nghĩ như thế nào, có hay không, và giữ lời hứa hay không. Thì thưa anh, cái đó tôi nghĩ người trả lời mà chính xác nhất là bà Kim Hồ, và tôi vẫn chờ đợi như thế nào. Và tôi nghĩ rằng những sự mà phản ứng những sự mà quan tâm đến cái chuyện lời tuyên bố bà như thế nào, tôi dành cho đồng hương cũng như đồng bào của chúng ta, cũng như cơ quan truyền thông thời anh. Còn tôi là người đấu tranh, thì bất cứ tình huống nào mà tôi cũng có những kế hoạch, những hành động của tôi, và chắc chắn là đồng hương sẽ biết khi mà tôi hành động. Kính thưa quý vị,
chuyện bầu cử đã qua và cái kết quả hôm nay đó đã nói được lòng dân như thế nào rồi thưa quý vị. Cái điều đáng tiếc rằng thay vì chúng ta đã kỷ niệm cộng sản thì chúng ta nên đoàn kết với nhau để mà tập trung cái mũi dùi để mà làm mọi điều có thể làm hậu phương để hỗ trợ cho những người dân đấu tranh trong nước, thì ngược lại chính những người mang danh là nhân cộng sản, thậm chí có những người là con của những cựu sĩ quan của lực lượng cộng hòa, hay có những người tự nhận mình là người tị nạn cộng sản, từng là nghị viên chẳng hạn, nhưng mà lại hay là kể cả những người từng là cựu quân nhân giống như anh Ngô Kỷ vừa nói, thì lại đi đánh ngay những người quốc gia của mình. Nhưng mà kết quả ngày hôm nay đã nói được lòng dân như thế nào, thì nếu Nghe Lực được phép thì Nghe Lực xin phép được nói rằng mong rằng cái hiện tượng những người giữa quốc gia đánh phá với nhau trong thời gian 2 năm qua ở Washington mong rằng sẽ không bao giờ sẽ tái diễn. Sau vụ này rồi thì hỗ trợ để cho cái thủ phủ người Việt Nam Cộng sản chúng ta đó bỏ qua tất cả mọi chuyện để người ta hỗ trợ với nhau để cho thủ phủ của người Việt tị nạn cộng sản, thủ phủ Washington ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng giàu đẹp hơn và thành trì vững chắc để ngăn chặn cái sự xâm nhập của cộng sản. Mà hiện giờ đó cái tình trong nước chúng ta đã biết rằng nó đang thanh toán nhau, nó đã hết tiền, nó đã hết xăng, nó đã đủ thứ chuyện hết, thì nó đang gây cả những cái bộ đương chức cũng có thể xanh ở ở hải ngoại ở Hoa Kỳ thưa quý vị. Thì chúng ta không để cho nó làm một cái miền Nam thứ hai khi nó du kích, nó làm cái vùng sôi lậu ở cái vùng mà chúng ta đang sống phải chạy bỏ cho cộng sản. Thì để chấm dứt cuộc nói chuyện thì Ngô Kiệt có điều gì muốn tâm tình với mọi người giống như anh vừa nói, nói với Bắc Cali nè, Bắc Cali chưa được với Nam Cali, rồi nói với trong Việt Nam, Việt Nam chưa bây giờ cũng đang khắc khoải mong cầu có tự do dân chủ Ngô Kiệt. Thưa anh, cảm ơn anh cho tôi cơ hội để chia sẻ và tâm tình. Tối hôm qua anh này chúng tôi thức từ 3-4 giờ khuya, và thưa anh thì cũng rất là vui trong cái mày, trong cái nhọc, trong cái buồn thì cũng có những niềm vui, do đó mình mới còn vững tâm để mà làm việc và đấu tranh được. Thưa anh thì tôi nghĩ rằng cái gì đến sẽ đến, và mình cứ tặng nhân lực đi thêm mạnh phải không anh Nghe Lữ, phải không? Chúng ta không thể ngồi mà nguyền rủa bóng tối được, thì mình cứ cố gắng rồi tặng nhân lực phi thân mạng, đó là cái chỉ tiêu của tôi. Và tôi nghĩ rằng khi mà những người cùng một tâm huyết, một lý tưởng thì chúng ta dễ đánh nhau lắm, cũng như tôi cũng như và anh đã đánh với nhau, cũng như khán thân giả đã đánh với anh và đánh với tôi, đặc biệt đồng bào đã bắt ly là cái nơi mà tôi đã từng sống, đó có nhiều kỷ niệm. Thì qua cái chiến thắng tối hôm qua, nó không phải chiến thắng riêng cho các ứng cử viên, cho không phải cho riêng cho ông Trí, ông Chí, ông Đồng Quang, ông Nguyễn Quốc Lăng, hay là bà chị Phong West, hay là cho những cá nhân nào thôi, mà còn là chiến thắng của cộng đồng. Khi mà cái chiến thắng của cộng đồng có đó thì trở thành một cái lo lắng cho cộng sản Việt Nam. Tại vì cái nó thấy khi mà cộng đồng mạnh đó, thì tôi nghĩ rằng đó là vấn đề. Do đó điều đó là điều anh em mình cũng như anh Nguyễn Xuân Nam, Trang Bắc Ly và anh bên các hậu thủ Đức thế này nọ, hoặc thu hội này nọ, những người bạn, những người chiến hữu, những người anh của tôi chẳng hạn, tôi nghĩ rằng cái điều đó là cái điều mà tất cả mọi người đều mong muốn. Và khi mà mình tạo được sức mạnh đó thì địch thủ đấu thủ, việc cạo việc gia, nó sẽ biết rằng nó đi ngược làm dân thì nó sẽ phải chịu phản ứng. Và chúng ta ở hải ngoại là một lực lượng hậu phương rất là vững mạnh, rất là mạnh mẽ để hỗ trợ tiền tuyến quốc đầu. Thì tôi hy vọng rằng cái chiến thắng tối hôm qua và qua cái trận mà thất bại của Quang Kiều bỏ 2.500.000 đô la, hơn 2.500.000 mà thất bại trong cuộc phá hoại chống đối ông Tạ Trí, Nguyễn Công Trí để mà trút phế 2-3 năm trước, và qua cái sự bà Kim Bi Hồ là bỏ ra gần nửa triệu đô la để mà đánh phá ông Tạ Trí trong cuộc bầu cử tháng 6 trong cái dân biểu, trong khi bà tranh cử dân biểu, và trong cuộc tranh cử này bà bỏ mấy trăm ngàn đô la qua sự tiếp tay của ông Phan Kỳ Nhân và tập đoàn. Thì thưa quý vị, khi họ thấy thất bại như vậy thì chắc chắn họ sẽ hiểu là đi ngược lòng dân, đi ngược là chính nghĩa, đi ngược chính
chính nghĩa đi được lập trường quốc gia, họ sẽ bị đào thải, họ sẽ bị nghiền nát, và lý tưởng quốc gia, chính nghĩa quốc gia, ngọn cờ vàng bạc đỏ sẽ chiến thắng. Và chúng tôi hy vọng rằng cái chiến thắng tại Đại Hội này sẽ là ngọn lửa thắp sáng của chiến thắng của đồng bào trong nước đương đầu đấu đầu cộng sản, và cộng sản sẽ giải thể, sẽ bị lật đổ một cái không xa, và lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ tung bay khắp đẻo đường Việt Nam. Thưa anh, vâng, chúng tôi thú thật và nói tôi rất là mong nghe đó quý vị, và chỉ có cái ngày mà lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện diện trên đất nước quê hương chúng tôi thì Nghê Lữ và Cổ Kỷ rất là mong được về cùng một chuyến bay và được ôm từng người đấu tranh mà đã ra khỏi cái nhà tù cộng sản chỉ vì họ muốn đấu tranh dân chủ nhân quyền. Rất tôi rất mong điều đó quý vị. Chúng tôi không phải mong để về làm thủ tướng, không tổng thống gì hết á, mà chúng tôi chỉ là một người dân bình thường mừng cái đất nước có tự do dân chủ, và mừng khi mà đất nước Việt Nam không phải bị lọt vào cái đội ngũ mà họ thường nói rằng hễ mà còn đảng thì còn mình đó, để rồi họ sẵn sàng bán nước cho toàn cộng đó thưa quý vị. Điều đó chúng tôi rất là đau lòng. Và chúng tôi thấy cái tình hình hiện nay trong nước đó, chỉ thanh toán nhau 800 cơ sở dính cho Vạn Thịnh Phát đang bị kiểm tra, rồi thì Vạn Thịnh Phát đang bị bắt vân vân, rồi thì Bắc Cộng đang thanh toán Nam Cộng đến nước mà ủy viên Bộ Chính trị còn đi tù nữa thưa quý vị. Thì chúng tôi nghĩ rằng rồi hiện nay là xăng thiếu, rồi tiền thiếu, rồi người ta đi đăng đòi cho các ngân hàng dân dân. Thì chúng tôi cũng nhân dịp này đang nói chuyện với Ngô Kỷ, một đứa em mà rất là quý. Và tôi mong rằng ngày nào đó hai anh em chúng tôi sẽ có dịp về Việt Nam khi đất nước có dân chủ quyền thật sự, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện diện thật sự. Ngô Kỷ mời em lời nói là cuối cùng ta chào khán giả Ngô Kỷ. Thưa anh thì chúng tôi cũng không có nói nhiều, tại vì những điều tôi nói thì mọi người đều nói, những người đồng bào cũng như anh đã nói nhiều rồi, thì chúng ta mong rằng mọi sự sẽ bình an và mọi sự sẽ yên bình đối với cộng đồng chúng ta, để mọi người vững tâm để mà đóng góp trong cuộc giải phóng đất nước, tiến tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam và xây dựng cộng đồng. Tất cả những điều chúng ta làm vì cái tấm lòng chúng ta đối với cộng đồng đất nước, thưa anh. Và đặc biệt nhân dịp đây tôi cầu nguyện cho anh cũng như chị Như, phu nhân anh và gia đình, cũng như đồng hương Bắc Cali chăn ứng đá mềm để mà còn tiếp tục con đường. Chúng ta làm được cái gì chúng ta cứ làm, tặng nhân lực kiên mạnh, và đó là lời mà tôi chân thành nhất. Và thay mặt các anh chị em ứng cử viên đắc cử trong nhiệm kỳ này và tối hôm qua, xin gửi lời tri ân đến anh, đến gia đình anh, cũng như đến đồng hương, cũng như tất cả những người nào yêu chuộng tự do dân chủ tại Bắc Cali đã hỗ trợ tinh thần là vật chất cho các ứng cử viên trẻ chúng ta. Và tôi hy vọng rằng qua sự nói chuyện với các vị ứng cử viên đắc cử đó, người ta nói đặc biệt ông Tạ Đức Trí, khi ông ta lên nhậm chức ở Sacramento thì ông ta rất là mong muốn được kính mời mà những đồng hương nào có thì giờ sẽ cùng ông tham dự cái ngày nhậm chức tại Sacramento để tỏ lòng tri ân, cũng như để tỏ lòng hiệp nhất với nhau trong cuộc đấu tranh để mà giúp cho cộng đồng đất nước. Và Ngô Kỷ một lần nữa từ California, Nam California, từ Michigan, kính chào anh Nghe Lữ, cảm ơn Nghe Lữ và cảm ơn tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Mong rằng sẽ có cơ hội trở lại diễn đàn của anh Nghe Lữ. Xin kính chào quý vị.